Ngay. Dục ma à, là dục ma cứu mạng chạy mau gã mất ký rồi, đừng cản đường. Còn không phải đang bảo vệ lũ vô dụng các ngươi, tránh ra để tôi ra trước, đừng chen, để tôi đi. Tại sao, tại sao các ngươi đều đi rồi, lẫn người cái gì? Tiêu rồi, bên dưới không mạch. Điều tại cậu ta. Cậu làm gì? Từng để người khác nhìn thấy. Cậu dục ma sắp đến rồi, cậu còn chống đỡ nổi không? Đương nhiên thần phụ đại nhân đang lo cho tôi, hay là đang lo chỗ này của mình. Buông tay, để tôi xuống ngay bây giờ. Anh đừng cử động mà. Tôi sẽ trượt tay lại kéo hỏng bộ đồ còn sót lại của thần phụ đại nhân. Này, rất không tốt. Cậu. Các ngươi tiếp tục. Nhảy ra ta. Tên này hơi khó đối phó, tốt nhất thu hút sự chú ý của gã chút. Luôn miệng nói nhảy. Không lẽ là muốn dụ hộ tiếp tục? Dũng hội âm nhạc quay lại rồi, dừng lại rồi, vẫn không đủ, nhảy đi. Vẫn là không được. Xem ra dục ma đại nhân của chúng ta vẫn không hài lòng. Và chỉ đành nghe rã thôi. Thần phụ đại nhân, tôi có thể mời anh nhảy tới tôi không? Này,
này đợi đã. Thần phụ đại nhân từ chối như vậy không phải là không biết nhảy đó chứ.